Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại kênh của mình. Như vậy thì sau phiên giao dịch hôm nay chúng ta cũng quay trở lại để phân tích cái kết quả của phiên giao dịch hôm nay. Đấy, vậy thì cùng xuất phát từ đến nhiều câu hỏi của nhiều nhóm của một số khách hàng có trao đổi với mình là cả cổ phiếu như VND, dòng chứng khoán hoặc là dòng thép hoặc là dòng bất động sản hoặc là cả cổ phiếu khác á, thì nó đã trong một cái quá trình là phân phối, đang phân phối hay là đang tái tích lũy lại. Thì cùng mình cùng hôm nay mình chia sẻ với anh chị đó là ở góc nhìn cá nhân, ở góc độ là quan điểm cá nhân đó là cả cổ phiếu ví dụ như VND hoặc là Hoa Sen, rồi BHR, GVR, MWG vân vân, tức là đại diện cho mùi nhóm ngành nhận, thì mình lấy một số cổ phiếu để mình phân tích cho anh chị để đưa ra góc nhìn anh chị tham khảo. Ở đầu tiên thì chúng ta cùng xem cái phiên hôm nay, chúng ta thấy rằng là hôm nay là một cái phiên mà đóng cửa thì thanh khoản nó cũng có sự sụt giảm so với cái giai đoạn gần đây là thứ nhất. Thứ hai là đối với khối ngoài thì hôm nay là quay trở lại bán ròng, và bán ròng đó đòn ạ hơn 2.500 tỷ, và đã trong đó thì có đến EIB là gần 3.000 tỷ rồi. Đấy, đó là một cái nét lưu ý như vậy thôi. Còn chúng ta quay trở lại đối yếu tố kỹ thuật của chúng ta, thì đầu tiên anh chị lưu ý rằng nếu như thị trường á, mà có đi lên á, thì như video hôm thứ ba mình có chia sẻ với anh chị là thị trường sẽ lên một cái vùng định giá nó phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam để nó có quá trình rung lắc dao động tích lũy tính bằng năm. Đấy thì nếu có là sẽ có như vậy, là đi hy vọng như vậy thôi anh chị ạ. Còn nếu như sóng sánh về hy vọng cái kết quả kinh doanh rồi là các câu chuyện về làm ăn có lãi thế này kia của doanh nghiệp thì hiện tại gần như rất khó. Do đó là những giai đoạn này nếu như chúng ta có kỳ vọng á, thì chúng ta chỉ kỳ vọng về mức định giá của cổ phiếu thôi. Đấy, và khi đó thì thị trường sẽ kéo lên đâu đó. Và quan điểm của mình thì mình sẽ nghĩ rằng là nếu có thì nếu như định giá thị trường chứng khoán Việt Nam thì ở với chỉ số VN-Index thì đâu đó khoảng tầm 1.200 là vừa tầm đó. Đấy thì ở đấy thì mình chỉ phân tích kỹ thuật thôi, mình không nói về yếu tố cơ bản. Còn ở đấy thì anh chị lưu ý rằng là sau phiên hôm nay á, thì anh chị lưu ý rằng là đối với thị trường chung và đặc biệt là chỉ số VN-Index hôm nay á, là chúng ta thấy là có 3 phiên đi ngang, 3 phiên đi ngang ở vùng 1022, đấy tức là vùng 1020 cho nó vùng đây, và 3 phiên này là tiếp tục là 3 phiên mà đặc biệt phiên hôm qua và phiên hôm nay là 2 phiên khối lượng nó có giảm xuống. Đấy thì đấy là những cái tín hiệu. Và thường thì khi quá trình tích lũy ở phía trên này gì, quá trình tích lũy và phân phối ở phía trên, thường thì giai đoạn đầu vì sao nó lỏng lẻo là giai đoạn có sự bán mạnh của các nhà đầu tư, chốt lời nhà đầu tư thì gọi là giai đoạn phân phối, và thường là giai đoạn đầu là nó sẽ dao động lỏng lẻo, chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi. Và càng về phía sau á, càng về phía sau thì nó sẽ chặt chẽ hơn, khối lượng nhỏ hơn. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là sau quá trình tích lũy rũ bỏ tích lũy á, tái tích lũy lại á, thì thường nó sẽ có những nhịp rũ bỏ. Đấy, và quan điểm của mình thì những cái giai đoạn này thì ở đấy là như những giai đoạn này chúng ta thấy rằng là những cái giai đoạn rũ bỏ. Đấy, và vì sao như vậy? Vậy bởi vì giai đoạn đầu nó rất là lỏng và giai đoạn sau là nó sẽ chặt chẽ hơn, khối lượng nhỏ hơn. Đấy, và giai đoạn rũ bỏ thì khối lượng bán ra nó hơi nhiều, đúng không ạ? Khối lượng giai đoạn như cả phiên gần đây chúng ta rũ bỏ nhưng khối lượng nó hơi lớn. Đấy, và ba phiên này, sau ba phiên này chúng ta thấy là biến đồ nó vẫn đang còn lỏng là thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng là cái thị chỉ số phía đây của chúng ta đang đóng cửa dưới EMA 20, trên 50 và hai dưới 20. EMA 20 và 10 ngày bây giờ nó trở thành một kháng cự. Đấy, và nó là 3 phiên. Thì sau 3 phiên như thế này anh chị nhá. Đấy đấy mình đang nói chưa đủ số lượng phiên để chúng ta nói với nhau, nhưng mà anh chị lưu ý rằng sau 3 phiên như thế này á, thì thường thường là nếu như mà quá trình này là quá trình rũ bỏ á, anh chị lưu ý nghe cho hết nhá, nếu không là anh chị sẽ rất là khó hiểu đấy. Anh chị nghe một đoạn là sẽ rất là bảo là cổ phiếu là, bởi vì cái tiêu đề mình làm là cổ phiếu tái tích lũy, cho nên anh chị sẽ rất dễ hiểu nhầm. Đấy, và tái tích lũy hay là phân phối thì anh chị nhớ cho rõ thế này. Sau quá trình mà tích lũy ở đây này, đấy thì có sự rũ bỏ đấy, góc độ cá nhân của mình là đang chia sẻ là mình quan điểm mình là sẽ là quá trình rũ bỏ. Và nếu như quá trình này là rũ bỏ á, thì cái nền ở sáu quá trình rũ bỏ á, tức là như hôm nay là chúng ta thấy là 3 phiên rồi. Đấy, phiên thứ 3 này, 4 này, 5 này, 3 phiên này là chúng ta thấy là tạo một cái nền tiếp theo. Thì cái nền tích lũy sáu quá trình rũ bỏ nó sẽ là từ phiên thứ 4 đến phiên thứ 6. Mà hồi nãy là 3 phiên thì nhiều, nếu như mà quá trình này là quá trình rũ bỏ á, và quá trình trên này là quá trình tái tích lũy á, và đây là quá trình tích lũy lại á, thì anh chị lưu ý rằng là phiên thứ 4 đến phiên thứ 6 và hôm nay là 3 phiên rồi á, thì phiên ngày mai, phiên cuối tuần hoặc là phiên thứ 2 tuần sau hoặc là phiên thứ 3, như vậy là nó sẽ đủ từ 4 đến 6 phiên, là cái nền của nó là 4 đến 6 phiên, thì chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ bứt lên khỏi EMA 20. Và nếu như mà nó kịch bản mà nó bứt lên khỏi EMA 20 á, đây nó bước lên khỏi EMA 20, có thể là chưa biết là có thể phiên mai hoặc là phiên đầu tuần anh chị nhá, chưa biết nha, anh chị theo dõi thêm nhá,
nếu như nó bứt lên được đấy, sau đó nó sẽ có xu thế là test lại máy 20 với biên độ nó nhỏ xuống nữa đấy, và sau đó sẽ có một quá trình là gì ạ, có một cái quá trình là gì? Đi ngang ở test lại ở MA20, và nếu nó quá quá trình test lại MA20 khối lượng nhỏ và nó xác nhận á, thì như vậy thì chúng ta sẽ tham gia ở cái giai đoạn nó vượt MA20 nó test lại, và chúng ta sẽ tham gia ở giai đoạn xác nhận sau này đấy. Thì đấy là cái chiến lược giao dịch nó an toàn, đấy là chiến lược giao dịch an toàn, là một chiến lược. Còn nếu như mà nếu như mà nó bứt lên khỏi MA20 thì một số nhà đầu tư người ta cũng có thể mua sớm. Mua sớm ở đây là người ta có thể lựa chọn một số cổ phiếu. Tí nữa mới sẽ phân tích. Chúng ta sẽ lựa chọn một số cổ phiếu chúng ta mua sớm, thì thường mua sớm chúng ta sẽ không mua nhiều. Chúng ta mua khoảng 10 đến 20% trở lại NAV. Đấy, khoảng 10 đến 20% trở lại NAV. Đấy thì đó là cái kỹ thuật mua sớm. Và sau đó nó có thể test lại MA20 và nó xác nhận thì chúng ta sẽ mua mua số phần còn lại. Đấy, đó là về cái chiến lược anh chị nhá. Còn hiện tại anh chị biết rồi, mình thì mình bán cách đây 5 hôm rồi. Mình bán cái này anh chị biết rồi. Đấy, cái phiên ngày 16 tháng 12 này mình bán cái này anh chị biết rồi, đúng không ạ? Đấy, và chúng ta thấy rằng là nếu như thị trường có kịch bản này thì nếu phiên ngày mai có thể mình vẫn mua. Đấy, nếu như nó đạt điều kiện số 1 như lúc này mình nói thì mình sẽ mua, mua 10 đến 20%. Sau đó nó mà test lại ok thì mình sẽ mua thêm. Còn nếu như nó mà mình mua sớm 10 đến 20% mà nó không đạt mà nó có thể gãy thì luôn á, thì có thể chúng ta sẽ cắt lỗ. Và cắt lỗ như thế nào? Cắt lỗ khi nó gãy ở vùng này, vùng 1020. Đây đó là kịch bản tốt đó gì đó. Đấy là một cái khả năng, đấy là chúng ta trao đổi với cái xu thế tốt đó, là nó sẽ như vậy. Và nếu như vậy thì đấy là một quá trình, này là quá trình trẻ, là quá trình phân phối gì, giai đoạn nó phân phối này, đấy là giai đoạn tích lũy, và đấy là quá trình rũ bỏ. Đấy thì đó là kịch bản, một kịch bản xấu. Mình phải đưa ra cả kịch bản xấu, nếu không là anh chị sẽ rất là anh chị sẽ không xử lý được. Nếu như mà anh chị mà thám ở vị phiên ngày mai, phiên thứ sáu, phiên cuối tuần rồi nó đi ngang, anh chị là gì ạ? Mua sớm nó cũng không ổn, bởi vì mua sớm là chúng ta sẽ tham mua rẻ thì chúng ta rất là gay go, rất dễ rủi ro, bởi vì nó có thể gãy vùng nền này, nó có thể gãy vùng nền này đấy, nó có thể gãy vùng nền này thì nó về đâu chúng ta chưa biết. Nhưng mà nếu đó đấy cũng là một cái kịch bản, do đó là chúng ta cần phải nó có một vùng giá nó bướn khỏi khỏi vùng này này, vùng ba phiên này này, cái đỉnh cá nhân của phiên ba phiên này đây, chúng ta phải chờ nó bướn khỏi vùng này, tức là vùng mẹ 1038 39 ở đây đây, thì chúng ta sẽ mua được đây. Thì đó là về chiến lược. Còn nếu mà chúng ta nó đang đi ngang thì chúng ta mua thì chúng ta có thể rất là gì, có thể nó rủ thêm một nhịp nữa nó gãy phát là chúng ta sẽ thua lỗ. Anh chị lưu ý nhá, đó là về trên đồ thị ngay của chỉ số VN Index là nó như vậy. Còn đối với chỉ số VN 30 thì hôm nay chúng ta có thể đang là một cái phiên đóng cửa nó khá ok. Và nếu như nhìn thế này thì chỉ số VN 30 nó khá giống với chỉ số VN Index, nhưng mà chỉ số VN 30 giai đoạn này chúng ta thấy là cả cổ phiếu trong ngân hàng được thay nhau kèo, dần đến là cái điểm số nó khá tích cực hơn. Và nhiều cái khả năng như thế này, ba phiên dưới MA20 thế này, như quan điểm cá nhân thôi chị nhé, mình không đoán, nhưng mà nhiều khả năng như phiên ngày mai nó sẽ vượt khỏi cái vùng này, vượt khỏi vùng 1048 này, 50 này chị. Nhiều khả năng phiên ngày mai đấy, nhiều khả năng anh chị nhé, nhiều khả năng ngày mai nó sẽ vượt cái vùng này. Và nếu nó vượt khỏi vùng này á, thì đấy là cái cơ hội anh chị mua sớm, đấy là cơ hội anh chị mua sớm. Chứ anh chị đừng cũng không hẳn là nghĩ là năm 2021, 2020, 2019 là cứ nghĩ là trước Tết là có những nhịp gãy rủ của thị trường, là dòng tiền rút ra tiêu Tết các kiểu, là nó không phải đâu, đó là tư duy của nhỏ lẻ thôi, nó tư duy của chúng ta hồi chúng ta, chứ còn dòng tiền lớn không bao giờ nó có tư duy như vậy được, và nó phải đánh theo một cái chu kỳ, anh chị lưu ý như vậy. Đấy thì đối với đổi viên 30 vậy, nếu nó vượt 1050 đấy thì anh chị có thể lấy phần một phần vị thế sớm. Đây đó là chúng ta đang nói tổng quan về thị trường, nó có góc nhìn như vậy anh chị. Còn nếu nó đi ngang thì anh chị không vội, không vội. Còn nếu như mà nói như vậy á, thì chúng ta cắt lỗ cái nào, cắt lỗ khi nó thủng cái vùng này, thủng cái vùng đáy này thì chúng ta phải, tức là cùng nó thủng MA50 thì chúng ta phải cắt lỗ. Đấy, quay trở lại đối chỉ số VN Index như vậy. Nếu như mà anh chị thấy rằng là nếu như mà anh chị mà nó bứt khỏi lên vùng này anh chị mua, thì nếu quay lại thì thường nó sẽ có xu thế quay lại MA50 và nó thủng mà thì chúng ta phải cắt lỗ. Đấy thì đó là chiến lược giao dịch. Đây. Và bây giờ thì mình cũng trình bày với anh chị một số cái cổ phiếu của anh chị có thể quan tâm trong cái không phải là quan tâm, nhưng mà mình trình bày với anh chị ở góc độ là nó là cổ phiếu tái tích lũy hay là phân phối, thì anh chị nhìn ở đây. Mình quay lại lịch sử của VND, anh chị thấy rằng là nếu như mà quá trình này phục hồi, anh chị thấy là giai đoạn đầu là nó lỏng lẻo. Và giai đoạn lâu lỏng lẻo là do cái áp lực chốt lời những nhà đầu tư bắt đáy tại vùng này, dần đến cái tâm lý giai đoạn đó là tham gia nhỏ lẻ rất nhiều. Đây, có thể là mua ở đấy bán đấy, là đúng ạ, cắt lỗ đấy là chốt lời đấy, sinh ra cái tâm lý nhỏ lẻ đủ bán đấy rất nhiều, dần đến lỏng lẻo và khối lượng lớn. Đúng không? Và khi giai đoạn đầu của quá trình nhá, thì nó thường là của quá trình nhá, thì anh chị thấy rằng là sau phục hồi thì nó thường lỏng lẻo,
và sau đó nó siết chặt dần. Thì sau quá trình siết chặt đấy thì thường nó có quá trình rũ bỏ, đấy là quá trình rũ bỏ anh chị này. Và quá trình rũ bỏ này anh chị thấy đang là biến đồ nó phải nhỏ và khối lượng nó nhỏ hẳn, nó hẳn nhỏ hẳn. Thì sau đó có những quá trình xác nhận thì anh chị sẽ tham gia. Đấy, như lúc này mình nói với chị rũ thị trường á, thì anh chị sẽ tham gia ở phiên xác nhận này, tức là nó phải vượt khỏi vùng này hoặc là phiên này. Còn muốn an toàn nữa thì anh chị phải tham gia cái này. Cái này anh chị. Thì trước khi mà để mình nói thế này thì mình tổng quan lại về tổng quan chung về mặt lý thuyết, anh chị xem thêm là đối với quá trình tích lũy thì anh chị lưu ý rằng là gì ạ? Đối với quá trình tái tích lũy thì cái biến đồ dao động á thì nó sẽ chặt và khối lượng nó nhỏ. Đấy, như thế này là biến đồ nó chặt này và khối lượng nó nhỏ này. Còn nếu như quá trình phân phối á thì anh chị nhìn đây là quá trình này là lỏng lẻo. Đấy, và khối lượng nó lớn. Đấy, anh chị nhìn thấy rất rõ đúng không ạ? Chứ chúng ta cũng không thể nói thanh thân nói thành gì nói không có cơ sở đâu. Anh chị thấy nó biến đồ nó chặt chẽ và khối lượng nó nhỏ, còn đây như nó lỏng lẻo và khối lượng nó lớn. Thì đó là cái điểm phân biệt gọi là nhỏ nhất rồi. Thứ hai nữa là cái vùng giá thương nó dao động trên MA 20. Đấy, nhưng mà sau quá trình tái tích lũy thì anh chị thấy rằng là nó phải có một quá trình rũ bỏ để gãy MA 20, tức là nó gãy hết cả cái vùng hỗ trợ. Thì khi đó mới và khối lượng nhỏ thì đó là quá trình tái tích lũy lại. Đấy, thì chúng ta mua sớm như cái này hoặc cái này. Còn nếu như quá trình này anh chị thấy rằng là như những giai đoạn anh chị thấy đấy, chúng ta mà mua những giai đoạn nó đang đi ngang thế này nó gãy luôn, nó đứt luôn. Đúng không? Đó là đối với VND. Thì VND hiện tại như thế nào? VND hiện tại anh chị thấy rằng là khối lượng vẫn còn lớn. Là thứ nhất. Thứ hai là biến đồ dao động nó vẫn còn hơi lớn. Do đó là hiện tại chúng ta thấy rằng là những giai đoạn này chúng ta chưa thể khẳng định được rằng đấy là quá trình tái tích lũy hay là quá trình phân phối. Và quan điểm của mình nhé, ở đây thì mình đưa ra quan điểm của mình, đấy là giai đoạn đầu của quá trình chứ nhỉ, ta đang nói là giai đoạn đầu của quá trình phân phối. Còn nó có thể tích lũy lại thì nó phải mất thời gian thêm. Đây, nó phải giống cái giai đoạn quá trình này. Tất nhiên cái yếu tố vì mỗi giai đoạn của hai thời điểm này nó khác nhau ấy, nhưng mà chúng ta nói đáng nói đến yếu tố kỹ thuật là như vậy. Đây đó là VND. Do là nếu như anh chị mà có tham mua những giai đoạn này thì mình nghĩ là chưa. Nếu nó vượt vùng này thì mình nghĩ rất khó để mà vượt được khỏi vùng này. Bởi vì cái khối lượng vùng này rất còn lớn, do đó nó thương rất là khó. Nó có lên ok, nó lên đây thì nó phải quay trở lại tích lũy lại anh chị, nó phải chặt lại cái khối lượng nhỏ xuống nữa thì chúng ta sẽ tham gia được. Đấy, là anh chị lưu ý rằng mình khẳng định là anh chị là như VND chúng ta chưa đủ cơ sở chúng ta có thể phân tích tham gia được. Đó, VND đại diện dòng chứng khoán anh chị nhá. Tiếp theo là cổ phiếu thép Hoa Sen. Chúng ta quay trở lại lịch sử của nó một tí. Anh chị thấy rằng là sau quá trình phục hồi giai đoạn này thì giai đoạn đầu anh chị thấy rằng nó rất là lỏng lẻo. Đấy, và nó muốn lên đường thì như sai cho nó xong nó phải chặt chẽ, và sau quá trình biến đồ giao động chặt chẽ này nó có quá trình rũ bỏ. Và quá trình rũ bỏ này chúng ta thấy là khối lượng nó nhỏ xuống. Anh thấy chưa? Khối lượng nó nhỏ xuống thì sau đó chúng ta sẽ mua ở cái phiên xác nhận này. Như vậy thì nó sẽ an toàn. Đúng không ạ? Cái phiên này thì một phiên dấu ấn và anh chị có thể tham gia nó khá yên tâm. Đấy, tất nhiên thì một số anh chị an toàn hơn, anh chị sẽ chưa mua cái này và anh chị sẽ mua cái này. Còn nếu như phương pháp của mình thì mình sẽ mua cái này khoảng 20%. Và sau đó lên những cái này mình sẽ mua gia tăng phun vị thế. Đấy, thì nó sẽ rất là an toàn. Còn nếu như giai đoạn này đấy thì anh chị thấy rằng là gì ạ? Giai đoạn này nó lỏng lẻo, đúng không ạ? Giai đoạn đâu nó lỏng lẻo chúng ta không tham gia, giai đoạn này nào chúng ta không tham gia. Nhưng mà đến giai đoạn 6 rồi chúng ta thấy đấy, nó biến đồ nó vẫn rất là lớn. Và khối lượng anh chị nhìn thấy khối lượng rất là lớn. Nó khác với giai đoạn như rủ bỏ ở cái giai đoạn tái tích lũy là nó khối lượng nhỏ. Đấy, không thân thành như đó gì, anh chị nhìn là anh chị thấy thôi, không phải là chém gió cả. Đấy, thì cẩn trọng đối với những giai đoạn này anh chị thấy rằng là giai đoạn này là giai đoạn đầu là nó còn lòng rất là còn lòng lẻo, do đó những cái gián nhịp này đấy chưa phải là cơ hội chúng ta tham gia. Nếu nó có xác nhận đi lên thì nó còn có vùng cản này, do đó là nó sẽ chưa lên được. Và nếu như nó có cân bằng đến 4-5 phiên mà nó xác nhận cũng chưa tham gia, và cần phải có quá trình thắt chặt và khối lượng nhỏ xuống hơn nữa. Đấy, đó chính là lý do bởi vì sao mà cách đây 4 hôm nữa mình bán cái này mình không bán giá trần nhưng mình bán giá 14.000 anh chị nhá, không hề chém gió nhá, không hề chém gió. Đấy, thì đó là cái cơ sở chúng ta đánh giá, đúng không ạ? Còn ví dụ mình tin chắc thôi, nhưng mình cũng có thể là mình bỏ lỡ. Nhưng mà nếu như Hoa Sen này, cổ phiếu Hoa Sen nói riêng với dòng thép nói chung á, và nó mà tái tích lũy lại thì chắc chắn nó sẽ không thoát khỏi bàn tay của mình. Đấy, đó là điều chắc chắn, đúng không ạ? Đấy, đó là về dòng thép thì mình lấy Hoa Sen để anh chị phân biệt. Như giai đoạn đây là mình nghĩ là anh chị chưa vội vàng, chúng ta cần phải chờ nó quá trình tái tích lũy lại, xem thử là nó thể là cái biến đồ và khối lượng phía sau nó như thế nào, thì đó là cái cơ sở để chúng ta có thể tham gia được. Đó là đối với dòng thép thì mình lấy Hoa Sen làm ví dụ. Còn dòng dầu khí mình lấy BSR. Anh chị lưu ý này, ở đây thì mình thấy rằng là BSR là một cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm được. Vì sao? Bởi vì giai đoạn này mình có nói anh chị, mình có nói trên nhóm trên Zalo mình, trên Facebook mình, trên nhóm khách hàng của mình vẫn có cho mua cái này.
Và đến cái này thì mình phải cắt đấy, huy vốn thôi chứ không lỗ đâu anh chị. Còn này mình phải cắt cái này đấy, cắt đây 5 hôm, cái này và cái này. Một số anh chị chờ muốn cắt cái này bởi vì thị trường chúng nó xấu quá. Và khi thị trường chúng xấu thì nó ra, anh chị biết rồi, thị trường lên thì chưa hẳn cổ phiếu đã lên, còn thị trường xuống là gần như cả cổ phiếu đã xuống. Mình mua cái này anh chị biết rồi, mình có khỏe với anh chị rồi đấy. Nhưng mà sáng cái này thì mình đã cắt chiều hàng về, mình cắt bởi vì thị trường xấu quá. Đến cái này một số anh chị chầm chân hơn phải cắt cái này thì huy vốn một cái đi lỗ nhẹ. Thì vì sao? Bởi vì chúng ta thấy đó, giai đoạn đầu của quá trình phục hồi là nó rất là lỏng đấy, rất là lỏng. Một số anh chị không nhiều kinh nghiệm thì sẽ mua cái này, mình thì mình không có cái này đấy, tí nữa mình sẽ phân tích cho anh chị thêm đấy. Và giai đoạn này rất là lỏng, và nói như nếu anh chị theo trường phái nến thì đấy là coi mẫu hình nến đảo chiều. Và sau đó chúng ta thấy là cổ phiếu nó có quá trình tích lũy lại với khối lượng nhỏ, thì đấy là những cái dấu ấn rất tích cực này. Gặp thị trường chúng xấu thì nếu không nó ok đấy đấy, đúng không? Và sau quá trình này chúng ta thấy là nó tiếp tục đấy chứ, rũ bỏ. Mình quan điểm với mình á, thì cổ phiếu như BSR đấy là giai đoạn rũ bỏ cuối, rũ bỏ cuối. Nếu thị trường ổn định hoặc là đi ngang thì cổ phiếu này nó sẽ lên đấy. Và như hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đã có 3 phiên rồi, thì nhiều khả năng phiên ngày mai nó sẽ chạm MA 10 ngày, anh chị theo dõi thêm nhé. Đấy, đóng cửa đâu đó khoảng 14.000, thì đấy là một cái tín hiệu anh chị có theo dõi. Và khi nào anh chị có thể tham gia thì nếu an toàn anh chị chờ nó vượt giảm 15.000 này, khối lượng lớn anh chị tham gia đấy. Còn mình thì có thể phiên ngày mai hoặc là phiên thứ hai đầu tuần thì mình có thể tham gia được đấy. Vì sao anh chị thấy đấy, cái khối lượng này nó nhỏ này, cái khối lượng này nó hơi lớn anh chị, nó hơi lớn của phiên này, thì đó chúng ta phải so với cái quá trình rũ bỏ đấy này, thì chúng ta không thể so với phiên này được đấy. Khối lượng phiên này thì nó hơi lớn đấy, đó là một nét lưu ý. Cái phiên này thứ ba là chúng ta thấy nó khối lượng hơi lớn đấy. Nhưng mà cổ phiếu này là một cổ phiếu chúng ta thấy là nó, đấy là quan điểm của mình hiện tại, nhưng có thể sai nhé đấy. Nhưng mà giai đoạn này có thể đấy là một quá trình rũ bỏ cuối của cổ phiếu rồi đấy. Đó là với dòng dòng dầu khí thì mình lấy một ví dụ, và cổ phiếu này chúng ta có thể tham gia trước so với dòng thép và dòng chứng khoán đấy, có khả năng như vậy anh chị. Rồi ví dụ trong dòng dầu khí còn PVN đấy, anh chị thấy nhá, đấy quá trình đầu là rất lòng lèo này, nhưng mà sau đây nó giảm, nó rũ bỏ thế này, tẹt 2 lần, 1 lần đáy anh chị này, 2 lần đáy này, nhưng đáy là chúng ta thấy là khối lượng nó nhỏ hơn so với đáy này này, đúng không ạ? So với nhỏ khối lượng này. Và phiên hôm nay nó kéo lên với khối lượng nhỏ thế này này. Đấy, thì nhiều khả năng cổ phiếu này đã có 3 phiên rồi. Nhưng mà cổ phiếu này so với BSR á, thì chúng ta thấy là nó vẫn lỏng lẻo hơn so với BSR. Nhưng mà cái vùng cản phía trên khá gần, nhưng mà khả năng nó sẽ có những cái quá trình cân bằng thêm ở đây. Đấy. Thì ví dụ trong dòng dầu khí hôm nay có một cổ phiếu có thể có điểm mua, ví dụ PLX chính gì nhé. PLX chứ nếu như mua sớm thì hôm nay có một cái điểm mua ở đây. Anh chị thấy chưa? Cái cách phân tích nó như vậy, sau quá trình phục hồi thì giá đoạn đó nó lỏng lẻo khối lượng lớn. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy là biến đổi nó nhỏ dần. Và quá trình rũ bỏ anh chị thấy là khối lượng nó cạn kiệt hơn. Đấy, thì phiên hôm qua là một phiên rụt chân. Thì phiên hôm nay là một phiên nếu như anh chị mua thì có thể mua sớm. Mình vẫn chưa mua anh chị bởi vì mình ngán cái thị trường quá. Thị trường ở đấy là chúng ta thấy chứ, nó còn mới được 3 phiên cho nó, mình chưa chưa ok cái phế lịch hôm nay đâu. Mình còn định cho mua nhưng mình không, sau mình không mua. Bởi vì là thị trường chúng nó chưa vượt được cái vùng này, mình chưa mua. Nhưng mà phế lịch chứ là hôm nay có thể có một điểm mua sớm ở đây. Đấy. Tất nhiên khi nó lên đấy thì nó nhiều khả năng nó sẽ tích lũy đến ở vùng này này, ở vùng 31-32.000 đấy một số phiên. Chứ không phải là đó là cái điểm để chúng ta mua, là có thể mua hôm nay. Đấy, đó là về dòng dầu khí thì mình phân tích một số cổ phiếu như vậy. À, đối với các cổ phiếu trong rổ phiên 30 thì mình lại ví dụ như GVR này. Quan điểm của mình thì GVR đấy như là những giai đoạn rủ cuối. Và nó đã có 3 phiên tài nền đấy nhé. Phiên hôm qua là phiên đạp xuống kéo lên, khối lượng vẫn không nhiều này. Đấy, nhưng phiên hôm nay là một phiên rụt chân này. Đấy, thì như cổ phiếu này là 3 phiên này, những cổ phiếu này như phiên ngày mai là rất nhiều khả năng nó sẽ có xu thế. Đấy, bởi vì những giai đoạn này chúng ta thấy là có những cái dòng tiền vào. Đấy, và dòng tiền vào nó rũ bỏ lại những khối lượng nó nhỏ. Thì như GVR chẳng hạn là một cổ phiếu anh chị cần lưu ý. Đấy, nếu như chúng ta đánh giá thêm cái yếu tố thị trường một chút nữa thì ví dụ như GVR là anh chị cần quan tâm. Đấy, anh chị cần lưu ý. Và giai đoạn này thì mình thấy giai đoạn đâu nó lỏng lẻo, nhưng giai đoạn phía sau nó đã cạn kiệt khối lượng hơn nhỏ. Mặc dù nó nhỏ hơn không nhiều nhưng chúng ta thấy là nó cũng có yếu tố cạn kiệt. Đấy, thì đấy là một trong cổ phiếu là anh chị thấy rằng là đây là mình đưa ra, không phải là những cổ phiếu này là tối ưu, mà tất cả cổ phiếu đấy là mình đưa ra để mình phân tích cho anh chị thấy. Đúng không ạ? Rồi là ví dụ MWG như vậy này. Đấy, anh chị thấy chưa? Cái giai đoạn đầu nó rất lòng lẻo, nhưng giai đoạn phía sau nó biến đồ nó chặt này, biến đồ nó chặt chặt nhưng nó đạp xuống đây. Chứ mà cái những cổ phiếu này như phiên ngày mai chẳng hạn là nhiều khả năng nó sẽ rất là dễ để bứt lên khỏi MA50. Đấy, cái chiến lược phân tích là nó như vậy. Đó là cả cổ phiếu trong rổ phiên 30. Đúng không ạ? Rồi, cả cổ phiếu nhiều cổ phiếu anh chị, nhưng mà đó là cái chiến lược để mình phân tích với anh chị. Ngoài ra thì cũng có cả cổ phiếu khác có thể anh chị quan tâm. Tuy nhiên thì về góc độ thời gian và chiến lược thì cái kênh của mình thì thường là mình phân tích về chủ yếu về cái chiến lược giao dịch thôi. Còn phân tích hầu về cả cổ phiếu, ví dụ như các dòng cổ phiếu chứng khoán anh chị phân tích
VND như thế nào, hôm nay thế nào, rồi là bị ẻ ra thế nào, rồi em nhìn chung là hiện tại chưa có chi tích cực ở trong chứng khoán hiện tại. Nếu tích cực thì nó máy ra nó tích lũy lại thôi, tại tích lũy lại thôi anh chị. Đấy. Còn cả cổ phiếu thì anh chị mà quan tâm anh chị có thể để lại bình luận ở phía dưới. Còn video thì mình cũng đã làm khá ngắn như vậy thôi để anh chị có thêm mình góc nhìn, có những chiến lược trong chúng ta giao dịch nó an toàn. Đấy. Thì hy vọng rằng là sẽ có những cái nhịp hồi, có thể là 6 Tết dương lịch, có thể là 6 Tết dương lịch. Đâu đó thị trường đâu đó sẽ là kéo lên những cái vùng đỉnh giá nó phù hợp thì chúng ta sẽ có những cái Tết nó ấm cúng hơn. Vừa rồi thì nó thật anh chị là bên mình cũng khá ok, thị trường chúng ta là một đoàn này, thì lên đây chốt mất, lên đây tham gia một đoàn đến đấy thì đó, mặc dù thị trường giai đoạn này đi ngang nhưng mình vẫn có những cái lợi nhuận, đó là mình tham gia cả cổ phiếu như thẻ hoặc là chứng khoán, cho nên mình thị trường đi ngang đoàn này mình vẫn có ăn đấy. Còn đến đấy mình còn là ngon ôm tiền chơi đúng không, ôm tiền chơi ok phạt là mình sẽ nhảy thôi đúng không. Thì anh chị mà muốn trao đổi với mình về cái chiến lược giao dịch hoặc là muốn tham gia nhóm khách hàng với mình thì anh chị có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại có trên màn hình. Còn anh chị theo dõi video mà anh chị thấy những nhận định phân tích của mình nó phù hợp thì anh chị nhớ cho mình một like nhé. Xin chào và hẹn anh chị trong video ngày mai.